giờ các bạn cũng nghe nhiều về cái vụ 15 con chó rồi đúng không? Nhưng mà tôi quyết định tôi vẫn nói. Bởi vì tôi nói để cho cái người mà tạo ra cái ác đó đó phải nghe được. Và tôi mong là càng nhiều người nói càng tốt. Những cái người mà gây ra cái tội ác đó đó, họ nghe được, họ dằn vặt bản thân mình để họ tự thấy được là họ ác độc tới cỡ nào. Cái phần con của họ nhiều hơn cái phần người. Và tôi nghĩ trong cuộc sống của họ, sống giữa người với người, thì cái tâm của họ cũng mới được tốt đẹp gì đâu. Bởi cái tâm mà của mình tốt á, thì mình làm một cái việc gì đó mà nó mang gượng á, mình phải suy nghĩ lại. Còn cái này á, họ xuống tay một cách tàn bạo và không gớm tay luôn á. Tôi không nghĩ là cái lúc đó mà họ làm, họ có thực sự là họ thấy ăn năn hay là cái gì hay không. Nhưng mà tôi thấy theo hình dung những cái bài báo hay là những cái người xung quanh đó, họ diễn tả lại á, là dùng mọi cách để giết nó cho bằng được. Nói chung là rất là thẳng tay luôn á. Thật sự là những người yêu thương động vật á, người ta nghe cái chuyện này á, nó giống như là một cái vụ thảm sát giữa con người với con người vậy đó. Tại vì họ không có xem vật nuôi ở trong nhà là động vật, họ xem là thành viên ở trong nhà, cũng như là con cái trong nhà vậy đó. Ngay cả tôi cũng vậy, hồi đó tôi nuôi chó cũng vậy, tôi cũng xem nó là như là đứa em của tôi trong nhà vậy đó. Có rất là nhiều ý kiến, mọi người nói là do đẩy lùi Covid thì cái việc giết là chuyện bình thường. Thì cho tôi hỏi là một trước cái bước giết á, mình đã suy nghĩ vào những cái bước khác chưa? Ví dụ như là cách ly, ví dụ đưa nó vào cái nơi nào đó. Chó mà, nó đâu có ở kiểu cần một cái nhà rộng hay cần toilet đàng hoàng hay cần mấy lầu, cần có máy lạnh, máy quạt đâu mọi người. Nó đâu cần, xử tử rất là nhanh và coi sinh mạng như là cỏ gác vậy đó. Xử xong, tôi tức lắm, tôi đau lắm. Thật sự là mỗi lần mà tôi lướt, tôi thấy là tôi khóc. Thật sự là sáng giờ tôi lướt là tôi gặp là tôi rơi nước mắt. Tại vì tôi không hình dung được cái cảnh mà tụi nó lúc mà nó bị giết là tụi nó nghĩ như thế nào về mình kiểu vậy á. Thật sự tôi đặt mình vào vị trí của nó, tự nhiên tôi bị đau lòng, đó là tôi rơi nước mắt, tôi không hiểu vì sao nữa. Nó cho Quân một cái cảm giác rất rất là khó chịu. Là sao? Thì mình sống ở tại cái đất nước này thì nó không có cái lực bảo vệ động vật, nên là phải chịu thôi, mình chấp nhận thôi. Mình có thể là lên tiếng để mình nói. Hay là một cái điều mà tôi có thể làm được đó, là tôi đăng cái clip lên, hy vọng là cái người mà có trong cái vụ đó đó, họ thấy được cái clip này, như là những cái clip mà người ta phản nộ, để họ thấy được cái sự tàn ác của họ. Nhưng mà ngày hôm nay họ giết xong hết rồi, họ nói lên trên báo là họ thiếu sót. Nhưng mà tôi nghĩ họ còn thiếu nữa, đó là họ thiếu hiểu biết. Vì đâu có cái luật nào là người bệnh sau đó là vật nuôi của họ cũng phải giết luôn, đâu có đâu. Rồi còn bày đặt thêm một cái lý do nữa nè. Cái lý do này là tôi nghĩ chắc là một đứa con nít chắc cỡ tầm 2-3 tuổi gì đó, nó nói là giết nhầm đàn chó, đáng lẽ là đốt đàn chó kia nhưng lại đốt cái đàn chó này. Nếu cái lý do đó là thật, vậy quy cho cùng là phải giết đúng không? Mà đã tôi nói là cái người đã làm sai rồi á, để nói cái gì để cho người ta biết được là mình đã sai, nhưng mà còn nói kiểu để người ta ghét thêm á, thì đừng nói, im đi.